Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chương số 8, những hình học cơ bản. Và bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là bài số 32, điểm và đường thẳng, sách giáo khoa môn toán lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và các em nhớ đây là tập 2 nhé. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách của lớp 6 thầy đều đã làm rất là chi tiết cho các em, rất là đầy đủ cho các em. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để chúng ta cùng học. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 43 nào. Đấy, như vậy thì trong cái chương này nè, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một số những hình học phẳng ở thực tiễn thông qua việc mà quan sát này, đo này, cắt, gấp hoặc là vẽ hình. Được chưa? Đấy, như vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ làm quen với bài đầu tiên, đó là điểm và đường thẳng. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điểm thuộc đường thẳng nè, 3 điểm thẳng hàng nè, 2 đường thẳng cắt nhau và 2 đường thẳng song song với nhau. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ vào cái nội dung mở đầu nè. Như vậy thì với một cái bút chì hay là cây viết đó, viết chì đó, trong miền Nam các em gọi là viết chì đúng không? Và cây thước thẳng nè, em có thể vẽ được một vạch thẳng. Đó là hình ảnh của một đường thẳng. Mỗi dấu chấm nhỏ từ đầu bút chỉ là hình ảnh của một điểm nè. Đấy, vậy thì ở đây nè, nó sẽ là gì? Một cái điểm nè. Ví dụ chúng ta chấm ở đây sẽ là một điểm chẳng hạn, đúng không? Vậy thì ta nói đường thẳng đó tạo nên từ các điểm như vậy. Đối với những điểm và đường thẳng tùy ý thì mối quan hệ giữa chúng sẽ như thế nào? Vậy thì để trả lời cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cái nội dung tiếp theo trong cái bài của chúng ta. Ta sẽ vào cái phần thứ nhất này, điểm thuộc hoặc là không thuộc đường thẳng. Quả bóng trên vạch vôi của sân bóng đá như hình bên cho hình ảnh một điểm nằm trên đường thẳng. Đấy, vậy thì đây là giống như bắt đầu là gì? Trận đấu bóng này. Thì chúng ta sẽ có gọi là giao bóng đúng không? Khi giao bóng chúng ta phải đứng ở cái vòng tròn giữa sân. Đó, ở đây hai cầu thủ của chung một đội sẽ giao bóng. Và họ đứng trên gì? Trên cái đường thẳng này nè. Đấy, và quả bóng này nè, nó nằm như thế này thì được gọi là gì? Trên một đường thẳng, nó là một điểm của đường thẳng nhé. Đó, em nào thích bóng đá và các em là fan của Messi hay Ronaldo thì chúng ta điểm danh nha. Thầy cũng sẽ là một trong những fan của hai cầu thủ đó đấy. Đấy, Messi bây giờ qua gặp là gì? Neymar và Mbappe rồi đúng không? Đấy, gia nhập đội quân đó thì chắc chắn năm nay sẽ gì? Có nhiều những cái giải đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên nhé. Điểm thuộc đường thẳng nè. Ta thường dùng chữ in hoa để đặt tên điểm và chữ cái thường để đặt tên đường thẳng, đúng không? Đấy, chữ cái thường này, đây gọi là đường thẳng D này, đây là điểm M này, đây là điểm gì? N này. Đấy, vậy thì điểm thì người ta sẽ dùng chữ cái in hoa, và đường thẳng thì ta dùng chữ cái gì? Chữ cái thường, được chưa? Rồi, vậy quan sát thì thầy đã chỉ nhá, điểm M thuộc đường thẳng D, ký hiệu là M thuộc D. Điểm N nè, N này nó có thuộc không? Nó nằm ngoài đúng không? Như vậy thì đây nó sẽ không gì? Không thuộc. Khi M thuộc D thì ta nói điểm M nằm trên đường thẳng D, hay đường thẳng D sẽ đi qua điểm M. Đấy, cái này rất quan trọng nè. Rồi, ta sẽ đến với hỏi chấm đầu tiên. Trong cái hình 8.2, đây hình 8.2 hình này các em, những điểm nào thuộc đường thẳng D và điểm nào không thuộc đường thẳng D? Vậy thì chúng ta nhìn chúng ta sẽ biết này. Đường thẳng đi qua điểm nào thì điểm đó sẽ thuộc cái đường thẳng đó đúng không? Đấy, vậy thì hỏi chấm 2 này, chúng ta sẽ có này, đường thẳng D đây, đúng không? Như vậy đường thẳng D đi qua điểm A, điểm gì? Điểm B này. Vậy thì đường thẳng A điểm A sẽ thuộc đường thẳng D, điểm B sẽ thuộc đường thẳng D, và điểm gì? Điểm C này. Các em có thấy có liên quan đến thẳng D không? Điểm C nó nằm ngoài, như vậy thì điểm C sẽ không thuộc đường thẳng D. Xong chưa? Đấy, rất đơn giản đúng không?
Rồi, hoạt động số 1. Đánh dấu hai điểm phân biệt AB trên một tờ giấy trắng. Dùng bút chì để vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm AB. Đấy, tức là gì? Chúng ta sẽ đánh dấu này. Đánh dấu đây, điểm A này, điểm B đây, thầy đánh dấu. Các em muốn đặt đâu cũng được, nhớ điểm ta dùng chữ cái gì? In hoa, được chưa? Dùng bút chì vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm AB. À, vậy thì thầy dùng bút này, thầy vẽ luôn nhé. Nhớ đi qua hai điểm thì nó phải đi qua hai cái chỗ mà ta đánh dấu. Đấy, vậy thì đây là gì? Nó đi qua, đúng chưa? Tiếp tục dùng bút mực vẽ một đường thẳng đi qua. Đi qua gì? Hai cái điểm AB như vậy. Vậy thì thầy dùng bút mực, tức là thầy sẽ thêm một cái đường thẳng nữa, màu đỏ nè. Đấy, nó cũng đi qua, đúng không nào? Rồi, vậy thì em có nhận xét gì về hai cái đường thẳng vừa vẽ? Vậy thì chúng ta thấy hai cái đường thẳng vừa vẽ này làm sao? Hai đường thẳng vừa vẽ nó làm sao nhỉ? Trùng gì? Trùng nhau, đúng không? Hai đường thẳng nè, chúng ta vừa vẽ, nó sẽ làm sao các em? Trùng lên nhau. Vì sao vậy? Vì nó cùng đi qua điểm A và điểm B. Nếu mà không trùng thì nó sẽ không gì? Không thẳng hàng, à không, chúng ta vẽ không thẳng, được chưa? Rồi, như vậy đến đây chúng ta lại tiếp tục nè. Đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt, ta thấy chỉ có thể vẽ được đúng một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B. Đường thẳng có gọi là đường thẳng AB hoặc đường thẳng BA. Đó, như vậy trên hai cái điểm phân biệt AB này nè, thì mình chỉ có một đường thẳng đi qua thôi. Chúng ta có thể đọc theo chiều AB hoặc chiều BA. Như vậy nè, nhớ nè, có một đường thẳng và chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. Không thể có nhiều đường thẳng nhé. Được chưa? Như vậy cái điểm B các em đặt đây thì đặt bất cứ ở đâu thì chúng ta cũng sẽ nối nó với A. Thì nó cũng chỉ có một gì? Một đường thẳng thôi, không thể có hai đường thẳng đi qua hai cái điểm phân biệt được. Hiểu chưa? Rồi, mình sẽ đến với một cái chú ý nè. Để nhấn mạnh hai phía của đường thẳng, người ta còn dùng hai chữ cái thường để đặt tên. Chẳng hạn đường thẳng XY hoặc đường thẳng YX. Đấy, đường thẳng XY nè, hoặc là gì? YX nè. Đấy, chúng ta có thể đọc theo chiều nào cũng được, đúng không? Ta đọc là XY hoặc là gì? Chúng ta đọc theo chiều ngược lại, đó là Y gì? YX. Được chưa? Rồi, ta sang phần hỏi chấm tiếp theo nhé. Hình 8.4. Đây, hình 8.4 đây. Hãy đọc tên các đường thẳng đó. Như vậy thì yêu cầu mình là đọc tên các cái đường thẳng ở cái hình này. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ đọc tên cho thầy thôi. Hỏi chấm nè. Vậy chúng ta phải xác định được các điểm đấy nè. Ở đây có mấy điểm? 3 điểm. Như vậy thì điểm A và điểm B này, qua điểm A, điểm B thì chúng ta chỉ có đường thẳng AB. Đường thẳng AB, đúng không? Đường thẳng gì? Đọc ngược lại là B gì? BA. Đó, nếu chúng ta đọc ngược lại thì sẽ là BA. Đường thẳng tiếp theo nè, AC này, hoặc là C gì? CA. Đường thẳng thứ ba đó là gì? BC hoặc là gì? CCB. Đấy, như vậy thì đây chính là gì? Chính là ba cái đường thẳng, đúng không? Chỉ có ba đường thẳng thôi nhé, nhưng mà cách đọc chúng ta có thể đọc theo chiều từ A đến B hoặc từ B đến gì? Đến A. Như vậy đây chúng ta chỉ có đúng 3 đường thẳng thôi nha. 3 đường thẳng thôi chứ không có nhiều nha. Đấy, 3 đường thẳng thôi. Còn cái cách đọc chúng ta nó sẽ thành như vậy. Rồi, sang phần số 2. 3 điểm như thế nào thì gọi là thẳng hàng? Hoạt động số 2 nè. Một cái người nhìn qua lỗ hổng được khoét trên các tấm bìa và thấy ngọn nến như hình 8.5. Đấy, như vậy thì giáo viên ở đây sẽ cho chúng mình xem một cái ví dụ, có thể chiếu cái video lên các em nhìn nè. Đấy, vậy thì nhìn qua ba cái lỗ này các em. Lỗ thứ nhất này, thứ hai này, thứ gì? Thứ ba. Từ mắt này nè, sẽ nhìn qua ba cái lỗ đó và thấy được cái ngọn nến này nè. Đó,
Hiểu chưa? Như vậy thì em thấy các lỗ hổng có cùng nằm trên một đường thẳng không? Có không các em? À, như vậy thì các lỗ này nó phải nằm trên một đường thẳng thì chúng ta mới nhìn được, đúng không? Ví dụ cái lỗ này này nó nằm xuống tận đây thì có thấy nữa không? Chỗ này nó bị bịt rồi, có thấy không? Không thấy, đúng không? Vậy thì hoạt động số 2 chúng ta sẽ trả lời. Hoạt động 2 em sẽ trả lời là gì đây? Chúng cùng nằm trên một gì? Một đường thẳng nhá. Đấy. Chúng sẽ cùng nằm trên một đường thẳng. Nằm trên một đường thẳng. Được chưa? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Cái hoạt động số 2. Xong chưa? Rồi, như vậy mình sẽ có một cái nội dung ghi nhớ tiếp này. Có rất là nhiều nha, các em phải ghi cho vào nha. 3 điểm thẳng hàng này, hãy quan sát hình 8.6. Đây, hình 8.6. Và xem cách diễn đạt sau đây. 3 điểm ABC là thẳng hàng. ABC thẳng hàng. Được chưa? 3 điểm M, NP không thẳng hàng. Như vậy thì mình sẽ thấy nè, cái điểm P vì sao nó nằm ngoài cái này thì nó sẽ không thẳng được, đúng không? Vậy thì chúng sẽ thấy nè, 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng trên một đường thẳng. Đấy, như vậy thì từ đây mình có thể thấy nè, bao nhiêu điểm nó muốn thẳng hàng hay không thì nó phải cùng nằm trên một đường thẳng thì nó mới thẳng gì? Thẳng hàng. Đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì cái 3 cái điểm này này nó phải thẳng gì? Thẳng hàng, 3 cái lỗ này phải thẳng hàng nhau thì nó mới nằm trên một đường thẳng. Đó. Nhớ nhá, đây nhá. Chú ý. Rồi. Tiếp tục lại đến hỏi chấm. Như vậy sách này chúng ta là cứ làm việc liên tục thôi các em. Hỏi chấm tiếp nào. Em hãy kể tên hai bộ 3 điểm thẳng hàng trong hình 8.7. Hai cái bộ 3 điểm thẳng hàng. Đấy, vậy mình nhìn đây mình thấy thôi. Điểm này cùng trên một đường thẳng. Điểm A này, điểm B này, điểm gì? Điểm C này. Đó, điểm tiếp theo này, điểm D này, điểm B này, điểm gì? Điểm E. Đúng không? Đấy, vậy thì đó là gì? A, B, C và cái gì? D, B, E. Xong chưa? Quá đơn giản đúng không? Rồi, luyện tập số 1. Hãy dùng thước thẳng để kiểm tra trong hình 8.8. Câu A này, 3 điểm ABC có thẳng hàng không? Và 3 điểm MNP có thẳng hàng hay không? Đó, vậy thì mình dùng cái thước. Nhớ thước chúng ta phải là thước thẳng nha. 3 điểm ABC này. Đây, ABC thầy sẽ kẻ đây. Chúng ta nhìn xem nó có thẳng hàng không nhé. Đây, ABC này. Đó. Sao mà nay kẻ cái này nó lại không? Đây, thầy sẽ kẻ theo cái chiều của nó đây. ABC này nhá, xem nó có thẳng hàng hay không các em. Đấy, thầy đặt cái thước này chúng ta biết ngay nó có thẳng hàng hay không rồi nè. Chưa, nó có thẳng hàng không các em? Như vậy cái điểm B này nó nằm ngoài cái đường thẳng này đúng không? Do vậy 3 cái điểm này có thẳng hàng không? Không. N, 3 điểm M, N, P này, câu B này có thẳng hàng hay không nè. Đó, vậy mình nhìn đây mình kẻ nè. Thẳng hàng không? Đấy, 3 anh này sẽ gì? Thẳng hàng. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ trả lời là không thẳng hàng nè. ABC sẽ không thẳng hàng. Và MNP này là gì? Có thẳng hàng. Được chưa? Đấy, đơn giản vậy nhá. Được chưa các em? Ổn chưa? Rồi, sang trang tiếp theo. Vận dụng. Trên cái sân vận động, người ta căng một sợi dây qua hai cái cọc đóng ở hai vị trí đã chọn. Các em có thể hình dung nè. Vận dụng nhé. Cái sân vận động đúng không? Thì người ta sẽ căng một cái sợi dây này đóng trên hai cái cọc này. Đấy, ví dụ đây, hai cái cọc đây, hai vị trí này. Thì cái sợi dây đây này, sợi dây đây
ta sẽ căng sợi dây như thế này các em. Đấy. Vậy thì hãy giải thích tại sao người ta lại làm như vậy. Căng cái sợi dây sau đó người ta mới vẽ vạch vôi. Ví dụ vẽ đường biên nè, trên cái sân vận động nè, đúng không? Hoặc là vẽ gì? Vẽ cái góc cọc côn nè. Đó, ví dụ ở đây thầy đang vẽ tượng trưng thôi, đúng không? Đấy, hoặc vẽ ở cái khu bao nhiêu? Khu của thủ môn nè. Đấy, khu của các thủ môn nè. Thì người ta phải dùng những cái sợi dây như thế này. Người ta làm như thế này để làm gì? Giải thích tại sao người ta lại làm như vậy. À, rất đơn giản đúng không? Làm như vậy để làm gì? Làm như vậy để làm gì? À, người ta làm như vậy làm sao? Đây là một trong những ứng dụng thực tế nha. Người ta làm như vậy. Thực ra bây giờ thì chủ yếu là những bóng sân bóng đá ao làng của chúng ta thôi, chứ còn sân mini thì người ta sẽ gì? Sơn rồi đúng không? Đấy. Người ta làm như vậy để làm gì? Để gì được các em? Để tạo được một đường thẳng đúng không? Để tạo được một cái đường gì? Một đường thẳng. Đó, rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần trả lời rất ngắn gọn như vậy. Được chưa? Đó, để tạo được một đường thẳng và gì, người ta vẽ cái vạch vôi vào đó. Đó. Tạo đường thẳng và vẽ gì? Cái vạch vôi. Đấy, như vậy người ta vẽ vạch vôi hay người ta rải cái vôi này thì nó sẽ không bị cong keo đúng không? Chứ tự nhiên nó quăng đây, quăng 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 này đâu có được, đúng không? Đấy, cầu thủ người ta không chịu. Được chưa? Rồi. Đấy, vậy thì cái phần vận dụng này rất là hay nhá, ứng dụng trong thực tế đó. Khi mà giáo viên bắt chúng ta nào, các em ơi, chuẩn bị mình ra bóng. Đấy, ra cái sân là sân ngay ở trong sân trường của mình. Tuy nhiên thì có những trường bây giờ thì đã hiện đại rồi đúng không? Có ngay sân mini, sân cỏ mini ở trong rồi, quá hiện đại. Trường của thầy thì vẫn còn là sân cát các em ạ. Rồi, chúng ta sang phần 3 nào. Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau và hai đường thẳng trùng nhau nè. Hoạt động số 3. Em hãy quan sát các hình ảnh sau. Câu A này. Hai thanh ray đường tàu hình 8.9A là hình ảnh của hai đường thẳng. Chúng có điểm chung không? Hai thanh ray là hai cái này này các em. Thanh ray là để cho tàu nó chạy này. Đấy. Các em nhìn thấy không? Như vậy thì chắc chắn là gì? Ở đây sẽ có nhiều em. Nhà sẽ rất là gần những cái thanh ray này, đường tàu này nè. Đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy lúc nào khoảng cách của nó này nè cũng bằng gì? Bằng nhau. Đúng không? Trong cái bài trước mình học hình học phẳng rồi đó. Hai cái đường thẳng song song. Như vậy, hai cái thằng này là gì? Nó là hai đường thẳng song gì? Song song thì sẽ làm sao? Không bao giờ có gì? Không bao giờ có điểm chung. Nhá. Như vậy đây mình sẽ trả lời là chúng sẽ không có điểm gì? Điểm chung nhá. Vì sao? Vì nó là hai đường thẳng song song rồi. Đấy. Đường tàu của chúng ta là chạy từ Bắc vào Nam đúng không? Không bao giờ nó gặp nhau cả. Đúng không? Lúc nào nó cũng song song với nhau. Được chưa? Rồi, sang hoạt động 3B. Hai cái con đường ở hình 8.9B đây cũng là hình ảnh của hai đường thẳng, chúng có điểm chung không? Như vậy hai con đường thì nó khác nhau, khác. Hai con đường thì nó sẽ có gì? Có điểm chung này các em. Đấy chính là cái ngã tư đây này. Đây gọi là ngã tư đúng không? Đấy, mỗi lần chúng ta đi qua ngã tư là chú ý đèn xanh đèn đỏ nhá. Bởi vì tai nạn giao thông mà xảy ra ở lứa tuổi của học sinh chúng ta, đặc biệt là các em đi xe đạp điện cứ mãi nói chuyện với nhau mà không để ý tới những cái phương tiện nó lưu thông cùng chiều hoặc ngược chiều với mình là rất là nguy hiểm nha. Như vậy thì đây là gì? Chúng có gì? Có điểm chung. Được chưa? Đấy chính là các ngã tư đây này. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Phần B. Xong chưa? Rồi, sang hoạt động số 4 nào. Hai đường thẳng phân biệt có thể có nhiều hơn một điểm chung được không? Đấy, vậy thì ở hoạt động 4 này. Hoạt động 4 này các em. Hai đường thẳng phân biệt. Chẳng hạn thầy có một cái đường thẳng đây.
Đó, đây đường thẳng phân biệt thứ nhất này. Được chưa? Thầy gọi đây là đường thẳng D đi. Đấy, vậy thì có một cái đường thẳng nữa. Nó sẽ đi qua D này. Đó, sẽ đi qua D. Như vậy thì chúng chỉ có một gì? Một điểm chung này thôi. Đúng không? Đây chẳng hạn đường thẳng K chẳng hạn. Đúng không? Vậy thì chúng chỉ có mấy một điểm chung chứ không thể có hai điểm chung. Được chưa? Tuy nhiên thì cũng có thể có trường hợp hai cái đường thẳng phân biệt này này, nó sẽ không bao giờ có điểm chung. Khi mà nó xảy ra tình huống gì? Hai đường thẳng này nó phải gì? Song song với nhau. Đúng không? Đây đường thẳng X chẳng hạn. Như vậy, hai đường thẳng phân biệt nếu mà nó song song với nhau thì không bao giờ nó có điểm chung. Nếu nó không song song thì nó chỉ có gì? Một điểm chung thôi, không có hơn nhá. Đấy. Vậy qua này mình sẽ biết được là gì? Hai đường thẳng phân biệt có một và chỉ có một điểm chung mà thôi nhá, không thể có hơn. Được chưa? Rồi. Tương tự như vậy, mình sẽ cùng nhau khái quát lại nè. Hai đường thẳng song song cắt nhau và trùng nhau. A và B là không có điểm chung nè. Vì sao? Nó song song với nhau. Đấy, ký hiệu song song này, giờ chúng ta học ký hiệu song song nhá. Rồi. A và B có đúng một điểm chung nè. Đấy, vậy thì đây chính điểm chung hay gọi là giao điểm nè. Giống như vừa cái ngã tư ở trên cái đường vừa rồi đó. Thì A và B cắt nhau thì cắt nhau tại điểm P. Rồi. Đường thẳng AB và đường thẳng BC trùng nhau. Như vậy trùng lên nhau, giống như vừa nãy chúng ta hãy lấy hai điểm A và B đó, vẽ một đường thẳng trước bằng viết chì, đúng không? Sau đó lấy viết mực chúng ta vẽ lên, như vậy thì hai đường thẳng đó là gì? Trùng nhau. Đó, và thầy cũng đã nói rồi, được chưa? Vậy thì đây là ba trường hợp nhé, song song, cắt nhau và trùng nhau. Được chưa? Rồi. Giờ đến phần hỏi chấm nè. Tôi yêu cầu hãy tìm một số hình ảnh hai đường thẳng song song hay cắt nhau trong gì? Trong thực tế. Như vậy thì các em có tìm được không các em? Hai đường thẳng song song hay cắt nhau trong thực tế. Hai đường thẳng song song có không? Có rất là nhiều đúng không? Đấy, ví dụ nè, song song nè. Hai cái đường thẳng mà song song nhau trong thực tế thì chúng ta sẽ gặp đó là gì? Như là thanh ray của đường tàu nè, đúng không? Chúng ta vừa học đó, thanh ray của tàu nè, đúng chưa? Hai thanh ray, ta phải ghi rõ nè, hai cái đường ray đi của tàu nè, hai đường ray của tàu, đúng không? Đấy, cái gì nữa nhỉ? Cái gì nữa kém? Hai biên cùng chiều của gì? Của một sân vận động. Phải cùng chiều nhá. Đấy. Của sân vận động. Đó thì nó có bao giờ nó gặp nhau không? Không bao giờ nó gặp nhau đúng không? Đấy, đây rất thực tế đúng không nào? Rồi chúng ta còn gặp ở đâu nữa kém? Ta còn gặp ở đâu nữa? À đúng rồi. Hai cạnh. Hay là gì? Hai cái chiều dài. Hai chiều dài của gì? Của cái cửa ra vào lớp em. Nhưng mà nhớ phải cái cửa chúng ta phải quy định cho nó là hình gì? Hình chữ nhật nhá. Chứ bây giờ cửa tân tiến rất là nhiều rồi, có thể làm cửa hình thang, hình gì đó là giáo viên bắt lỗi là mình tòi đấy. Hiểu chưa? Đấy, vậy thì đây là gì? Những hình ảnh thực tế song song nhá. Rồi, vậy thì những hình ảnh thực tế mà nó cắt nhau nè. Cắt nhau thì quá nhiều luôn đúng không? Nói chung là song song hay cắt nhau thì chúng ta đều thấy là gì? Nó rất là nhiều, đấy, chứ không phải là ít. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có cái gì đây? À, chúng ta hay dùng kéo để mình cắt thủ công luôn đúng không? Lưỡi. Hai lưỡi kéo cắt thủ công của chúng mình. Được chưa? Đấy, nhà thầy có con tắc kè là nó cứ thế này nó kêu thôi.
hai lưỡi kéo này, đúng không? Rồi cái gì nữa kem? Cái gì nữa nhỉ? Chúng ta sẽ gặp nha, rất là nhiều, đúng không? Hai con đường, đó, nó có cắt nhau không? Hai con đường, kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ phải gặp nhau, đúng không? Đấy, vân vân, các em có thể tự tìm cho thầy nhiều hơn nhé. Rồi, sang cái nội dung tiếp theo là luyện tập số 2. Luyện tập số 2 người ta cho nè. Đánh dấu 3 điểm phân biệt A, B và C trên một tờ giấy trắng, sao cho chúng không thẳng hàng. Đây, 3 điểm đi thầy đánh dấu nè. Điểm A này, điểm B này và một điểm C. Tức là 3 cái điểm này nó không được thẳng hàng. A này, B này, C này, được chưa? Hãy vẽ các đường thẳng đi qua 2 trong 3 điểm ấy. Đó là những đường thẳng nào? Đấy, vậy thì cái đường thẳng mà đi qua 2 trong 3 điểm này, chúng ta sẽ có đường thẳng này. Đường thẳng gì đây các em? Đường thẳng đầu tiên chúng ta sẽ có, đấy là thầy vẽ này. Đấy, chẳng hạn đi qua A với C này thì sẽ là đường thẳng A, AC này. Được chưa? Đường thẳng đi qua B với lại C này thì nó sẽ là đường thẳng B gì? BC này. Được chưa? Đường thẳng đi qua B với A này thì sẽ là đường thẳng B gì? BA hay là AB? Đấy, chúng ta đọc. Đúng không? Rồi. Vậy thì chúng ta câu A này. Câu A. Câu A thì yêu cầu mình gì? Vẽ các đường thẳng đi qua 3 điểm ấy, đó là những đường thẳng nào? Tức là mình sẽ chỉ ra. Được chưa? Đó là những đường thẳng này. Các em có thể đọc tùy theo. Đường thẳng AB, đường thẳng gì? AC và đường thẳng B gì? BC. Đấy, hoặc các em đọc ngược lại là BA, CA hoặc là C, CB cũng được, không có gì hết. Nhưng mà chúng ta chỉ có mấy 3 đường thẳng thôi nhé. Rồi câu B, hãy chỉ ra 2 đường thẳng cắt nhau và giao điểm của chúng. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ có này, AB này. AB hay là chúng ta đọc BA đi cho nó đúng nhé. Đường thẳng BA này, cắt. Chúng ta dùng ký hiệu, đúng không? Ký hiệu cắt nhau này các em. Đây, ký hiệu cắt nhau này. Cắt nhau thì không có ký hiệu, đúng không? Vậy thì giờ chúng ta sẽ ghi chữ cắt nhau thôi. Đây, BA cắt. Cắt gì? CA. Tại đâu? Tại điểm A. Được chưa? Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có là AB cắt C gì? CB này. Tại đâu các em? Tại điểm B. Rồi, chúng ta sẽ có là AC này cắt. Cắt gì? BC. Tại đâu các em? Tại cái điểm C này. Đấy, như vậy sẽ có được 3 cái bộ cắt nhau như thế này. Xong chưa? Ổn chưa? Đấy. Như vậy thì ta nói nè, các đường thẳng vẽ được trong câu A là các đường thẳng đôi một cắt nhau. Đấy. Đây sẽ là những đường thẳng gì cắt nhau theo đôi một, đúng không? Đúng không? Bạn Pi thì bạn nói rất đúng. Đúng chưa nào? Rồi, mình sẽ sang cái phần thử thách nhỏ nha. Cho một đường thẳng D và hai điểm phân biệt AB không thuộc D. Tìm một đường thẳng C. Tìm gì? AB không thuộc D này. Tìm điểm C thuộc D sao cho ABC thẳng hàng. Khi nào không thể tìm được C như vậy? Tức là chúng ta phải có mấy tình huống đây? Sẽ có tình huống xảy ra, đúng không? Đây, như vậy mình sẽ hai điểm phân biệt A này và điểm B này. Cho đường thẳng D và hai điểm phân biệt AB không thuộc D. Đấy, tức là gì? Đường thẳng D nằm ở đây. Đây, thầy sẽ vẽ bằng tay nhé. Đây, đường thẳng D này các em. Hai cái điểm phân biệt A và B. Đây, điểm A này. Điểm gì? Điểm B đây chẳng hạn. Hai điểm này là gì? Nó không nằm trong gì? Không nằm trên gì? Trên cái đường thẳng D, đúng không? Đây, điểm phân biệt A, đây điểm phân biệt B. Tìm điểm C
thuộc D. Tìm cái điểm C ấy, thuộc D này. Sao cho ABC thẳng hàng. Nó vậy thì nếu mà thầy tìm điểm C ở đây thì ABC này có thẳng hàng không? Không thẳng hàng. Vậy thì khi nào thì không tìm được điểm C như vậy? Đó. Khi nào đây? ABC này nó sẽ không cùng thuộc bất kỳ đường thẳng nào. Đấy, bởi vì sao? Đây, trong trường hợp này thì chúng ta đã trả lời nè, nó sẽ không thẳng hàng này. Được chưa? Mình đã trả lời cái câu này trước này các em. Đúng không? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy nè. Khi nào thì không thể tìm được điểm C. Đó. Không tìm được điểm C khi không tìm được cái gì? Được điểm C. Khi gì? Khi mà ABC này nó sẽ không gì? Không thẳng hàng với nhau. Đấy thì chúng ta sẽ không thể tìm được cái đường thẳng nào nó thẳng hàng cả, đúng không? Vậy bây giờ trong trường hợp này, trong cái trường hợp á, chúng ta sẽ chọn hai cái điểm AB này nè. Hai cái điểm AB này nè, nó sẽ nằm trùng cái hướng này. Đây, đường thẳng D đây nhá. Vẫn cái đường thẳng D đây. Đó, bây giờ thầy sẽ chọn là thầy sẽ chọn điểm B này. Cái điểm A này, nó nằm theo cái chiều đây nè. Đó, A đây, điểm B đây. Vậy thì có phải mình sẽ chọn được một điểm C nằm trên đường thẳng D này không? Đúng không? Đấy, như vậy thì khi này thì chúng ta sẽ chọn được đường thẳng ABC thì thẳng hàng, đúng không? Đấy, vậy thì đây trường hợp gì? Trường hợp 1 nè, ABC nó thì thẳng hàng, đúng chưa? Đấy, hoặc em có thể chọn ở dưới này lên, đây cũng đường thẳng D. Cũng là cái đường thẳng D đây, đúng không? Vậy thì thầy sẽ chọn điểm A ở đây, điểm B ở đây. Đó, được chưa? Điểm A đây, điểm B đây. Vậy thì rõ ràng mình sẽ chọn một điểm C nằm trên gì? Trên D đây. Đó, ba cái điểm này nó sẽ thẳng gì? Thẳng hàng, đúng không? Đó, và trường hợp ở đây này mình sẽ không chọn được này. Không thể chọn được này. Vì sao? A đây nằm đây, B đây. Bây giờ mình không thể chọn một cái điểm C nào nằm ở trên D mà để ba cái thằng này thẳng hàng được. Đó, như vậy thì phần hỏi chấm xong nhá. Rồi, và đến đây thì cái clip cũng rất là dài rồi. Đừng quên chia sẻ kênh cũng như video của chúng mình cho các bạn nha. Hẹn gặp lại các em ở trong tiếp theo.